Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Xuân Nông TV. Lần trước thì Xuân Nông đã giới thiệu cho các bạn về nhà lưới trồng lan trên sân thượng giá rẻ. Lần này mời các bạn cùng tham quan hệ thống tưới phun sương trong nhà lưới trồng lan trên sân thượng. Và đây chính là hệ thống tưới phun sương cho lan trong nhà lưới trên sân thượng với những tia nước rất mạnh. Và hệ thống tưới phun sương này sử dụng các bếp tưới phun sương 5 hướng. Sử dụng hệ thống tưới phun sương trong nhà lưới trồng lan trên sân thượng giúp làm mát không khí vừa có thể tưới lan. Hệ thống tưới phun sương cho lan này rất tiện lợi với các bếp tưới phun sương được gắn trực tiếp vào các ống BE rất chắc chắn. Và bếp phun sương 5 hướng cam này với lưu lượng nước từ 30 cho đến 40 lít trên giờ và bán kính tưới là từ 1 cho đến 1,2 mét. Và đây chính là hệ thống tưới phun sương siêu tiện lợi dành cho mọi nhà. Và nếu như các bạn có quan tâm về hệ thống tưới phun sương, nhà lưới trồng lan giá rẻ trên sân thượng, hãy liên hệ ngay về số điện thoại hiện trên màn hình để được tư vấn. Xuân Nông xin chào và hẹn gặp lại bà con nông dân trong những video clip tiếp theo.